Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Xe Đạp Giá Sỉ. Em quay cho mọi người cái màu trắng đỏ của Twitter R3 bản mới nhất hiện nay và chạy group S-Ram nhé mọi người nhé. Nhìn phân biệt dễ nhất là cái càng đằng sau, nó sẽ khỏe và mập hơn và nó khác biệt hoàn toàn với cái thiết kế của Twitter R5, R1, R10, R12 trên thị trường hiện nay. Đây là R3 bản mà ghi đông bô tăng carbon và chạy group S-Ram Rival 2 đĩa và 11 lít. Cái này nó tương đương hơn Tiara và gần bằng 1.5 của Shimano ấy mọi người. Đấy. Thì chiếc này em Minh bán là 18.500, bao ship toàn quốc và tặng full quà. Tặng đèn trước sau, gọng bình, nón bảo hiểm chai nhớt, khóa số, em tặng rất là nhiều quà. Nhân dịp mà khai trương cửa hàng mới thì mọi người mua thì liên hệ với em nhé. Em cùng quay cho mọi người về cái cấu hình của chiếc này. Nó đi cái già, cái đầu là đầu của carbon này. Nó có chữ carbon này mọi người này. Đấy. Và tay lắc S-Ram Rival. Rất là đẹp, nhìn là thấy đẹp rồi. S-Ram Rival. Rồi gạt đĩa. Cũng là S-Ram Rival, nó là 3 món mà. Ba cái món bộ của bộ chuyển động quan trọng nhất thì là nó đi S-Ram Rival. Cùi đề lip cũng S-Ram Rival 2 đĩa 11 lít. Và chạy của nó là lip sun size nhé mọi người. Đương nhiên là lip thả. Lip sun size. Cối nổ này, em cho mọi người xem cối nổ. Đấy, nó kêu như này. Và cái điểm đắt tiền của nó nữa là nó đi cái đùm bọc carbon và cái đùm của nó là đùm nó ghi ceramic vào trong này. Thắng đĩa cơ piston dầu trước sau. Piston dầu là cái củ này là củ dầu và vẫn còn có dây cáp với mọi người nhé. Đấy. Vỏ thì Innova 700x25 cũng bình thường rồi, cái này không có gì khác biệt với tất cả các cái loại xe đua Twitter trên thị trường. Nền 4 phân vẫn vậy này. Ghi đông bô tăng rồi khung rồi cốt yên rồi càng toàn bộ là carbon, trừ cái bánh này là bánh nhôm mọi người nhé, bánh nhôm, bánh thì bằng nhôm. Twitter mẫu này là mẫu màu đen màu trắng đỏ, em quay cho mọi người xem. Thì được một cái nữa là xe nó là sử dụng là ti bút này mọi người này, ti bút này. Đấy, cái này vẫn là ti tháo khóa mở nhanh nhưng mà nó dùng tay quay và cái này là cái đùm rỗng nên là cái về cái độ trớn của nó thì cực kỳ là trớn, rất là trớn luôn. Thiết kế này em thấy nó khá đẹp, nó đẹp, nó khỏe hơn là cái thiết kế của mẫu R5, R10, R12, R1 hiện nay. Cứ nghĩ là nó không ra được cái thiết kế nào khác đẹp hơn nhưng mà mẫu này nó lại là thiết kế khỏe khoắn hơn, trông nó cơ bắp hơn mọi người. Chỉ có size 48 thôi mọi người. Em hiện tại thì còn màu trắng đỏ, màu xanh biển và màu đỏ nhé mọi người nhé. Tất cả đều là bóng hết, không có nhám đâu. Mọi người mua hàng thì liên hệ với em Minh qua số 0706198999 nhé. Hoặc là mọi người ghé 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xe em có sẵn nhé mọi người nhé. Chỉ còn có 3 xe thôi. 3 xe R3. Giá 18 triệu và full tất cả quà, bao ship toàn quốc mọi người. Em cảm ơn mọi người.